Em xin chào các anh chị, cảm ơn các anh chị đã xem kênh em suốt trong thời gian qua nha. Hôm nay em sẽ làm cái cây đu đủ của công chậu này cho nó có cái dáng ban đầu của cây đu đủ lùn nha các anh chị. Cái này là đu đủ thường mình ăn hột á, mình mua trái ngoài chợ mình ăn rồi mình gieo nó lên công chậu như thế này ha. Nhưng mà em muốn làm một cây đu đủ bonsai chơi Tết dạng như đu đủ lùn á các anh chị. Bây giờ em sẽ biến cây đu đủ này thành cây đu đủ lùn mà trồng trong chậu nha. Tết này sẽ chơi chừng ở giữa nhà chứ mình không có giống đu đủ lùn để mình làm, nên mình buộc phải sử dụng cái cây có sẵn nha các anh chị. Đầu tiên là các anh chị cũng muốn làm theo em thì phải chuẩn bị cho em một cây đu đủ nha. Cây đu đủ có sẵn trong chậu như thế này nha, nè, gieo trong chậu nè, nghe không? Gieo trong chậu nè, không phải là chôn luôn nha. Đây là gieo thật sự trong chậu, là cây này được 2 tháng rồi đó các anh chị. Cây này được 2 tháng tuổi nè. Cỡ này là mình mới uống được từ từ nè, mình uống như mai á các anh chị. Đừng có mà uống gấp quá, uống sớm quá nó còn non á, nó dễ gãy mà nó không có cố định được cái cây các anh chị. 2 tháng như thế này là mình uống được rồi. Rồi mời các anh chị theo dõi cái clip tiếp theo nha. Cái phần tiếp theo em uống cái cây này như thế nào. Rồi mời cả nhà nè. Rồi đầu tiên mình chuẩn bị giùm em hai cục gạch ống nha. Hai cục gạch ống và một cọng dây điện vừa vừa nha. Rồi giờ mình sẽ dùng kéo mình cắt bỏ những cái lá ở gần ở dưới nè, cho nó đừng có cắn anh chị. Đó. Tiếp theo mình sẽ dùng tay uống nhẹ nó xuống nha. Mình uống cho nó quen á anh chị. Nè, dùng tay các anh chị bẻ nhẹ nha. Nhẹ nhàng thôi, các anh chị làm quá gấp quá là nó gãy luôn ấy. Rồi, mình làm lần thứ hai nè. Cái mục đích em còng sát chậu là để mình uống như thế này nó dễ đó các anh chị. Rồi sau đó mình sẽ dùng một sợi dây điện ha, mình buộc cái đầu nó xuống nè. Cái loại dây điện này thì mình cột nhẹ cái là nó dính nè, không cần ấy đâu các anh chị, nó cũng ít có cắn lắm. Rồi sau đó mình sẽ móc nó vào hai cục gạch ở dưới để sẵn nè. Nó hai cục gạch các chị chồng lên nhau ha. Mình sọt vô đây, mình móc nó lại. Để mình kéo cái cây nó xuống ha. Các anh chị dùng tay mình kéo nhẹ nhàng xuống như thế này nha. Đó. Cũng xong rồi. Giờ mình giờ đặt xích vô nè. Đây là cái thao tác đầu tiên thôi nha anh chị, cũng còn trải qua nhiều công đoạn lắm mới được hình thành cái cây được nha, hình thành cái cây đẹp được. Mình uống cây mình không thể nào gấp được anh chị. Đây, chủ yếu là mình uống cho nó nằm xuống trước ha, uống cho cái dáng nằm xuống trước. Rồi
khi mà mình buông hai cục gạch này ra mà nó giữ nguyên được cái dáng này á thì mình mới tiếp tục nữa. Khoảng thời gian á, mình để của hai cục gạch này là khoảng 15 ngày. 15 ngày mà các anh chị mở cái dây điện này ra nó vẫn nằm như thế này ha, cái chậu đứng mà cái cây nó ngã xuống như thế này là thành công bước 1 rồi các anh chị. Ha. Rồi bước 2 em sẽ chỉ các anh chị vào cái video sau nha. Nhưng mà các anh chị chú ý là trong cái thời gian này mình tưới nước cho nó, một ngày tưới ngày nghỉ nha, chứ không có tưới thường xuyên nha các anh chị. Tưới thường xuyên là có thể là nó ảnh hưởng cái gốc á các anh chị. Cái rễ nó sẽ ảnh hưởng do cái chỗ này mình uốn cong nè. Ha, cái mấy cái tế bào gỗ của nó trong này nè, mấy cái libe, cái sợi sợi mô trong này á, nó đang ảnh hưởng nha, nên nó vận chuyển nước cũng có cái vấn đề cục cặc, nó chưa có quen mấy, nên các anh chị cứ ngày tưới ngày nghỉ cho em để đảm bảo cho cái cây nó vẫn phát triển tốt. Nhưng mà ngay lúc này á, khi cái lá mình lật lên thế này á, thì rất là dễ bị rầy diệp tấn công, nên là các anh chị phát hiện á, là mình phải xử lý liền nha, không có để cho nó bị tấn công ở dưới mặt ở dưới nha. Đó. Mà cái này á, là làm các anh chị để vẫn để ngoài ánh sáng bình thường nha, không đều đưa vô bóng mát nha. Đưa vô bóng mát á, cái cây này nó rất là khó quen, cái độ cong này á, nó rất là lâu định hình được. Còn các anh chị để ngoài ánh nắng á, thì trong vòng khoảng 15 ngày là nó đã định hình được như thế này rồi. Rồi mình tiếp tục uống thêm một lần thứ hai và lần thứ ba nữa. Hai giờ mình sắn cái gốc nó lại để cho nó tạo thành một cái bộ rễ giống như là mai mà nó có đế vậy các anh chị. Đẹp chút xíu nha, chứ bản thân bản chất của cây đu đủ, cây nào nó cũng cao cao và thẳng hết trơn á. Ít có cây nào mà cong cong quẹo quẹo đó các anh chị, trừ khi nào nó thiếu ánh sáng thôi. Còn các anh chị mà muốn mà uống cái kiểu này mà theo chiều ánh sáng á, thì mình để cho nó ở trong mát nha. Không uống như vậy mà mình uống cách khác là để trong mát cho nó ngã xuống, nằm cái chậu, ngã cái hẳn cái chậu xuống đất luôn. Em thí dụ đi, thí dụ cái chậu này đi. Này, cái chậu này là chậu môn nha. Nè, mình ngã hẳn cái chậu xuống đất như thế này. Đó. Ở trong này á, là bóng tối, ngoài này là ánh sáng. Khi mà có ánh sáng á, thì cái cây nó tự động nó ngóc lên như vậy nè các anh chị. Mình không cần dùng dây kéo như vậy luôn ha. Nó sẽ tự động nó ngóc cái cây lên vậy nè, nó đi theo ánh sáng giống như là cái hoa hướng dương vậy. Ánh sáng ở đâu thì cái cây sẽ đi tới đó để nó kiếm cái ánh sáng nó quang hợp, nó tạo ra cái chất diệp lục nó nuôi cây đó các anh chị. Mình đánh vô cái chỗ đó để mình hướng sáng nó, gọi là hướng sáng cái cây á, nó sẽ tự động nó điều chỉnh ha. Đó. Chứ không cần phải bẻ cong như thế này. Bẻ cong như thế này là mình để ngoài nắng, không có cần thiết làm như vậy. Mình làm số lượng nhiều quá, mình đâu có chỗ mát đâu mà chứa hết các anh chị. Nên là mình làm như em vậy thì chắc chắn là sẽ làm được số lượng rất là nhiều. Còn các anh chị mà làm hướng sáng như nãy em chỉ thì nó được một vài cây thôi. Rồi, clip sau sẽ em sẽ 15 ngày sau em sẽ làm cái video thứ hai hướng dẫn các anh chị cách mà để mình làm bước thứ hai uống như thế nào nha. Rồi, cảm ơn các anh chị đã xem và theo dõi cái kênh của em ha. Xin chào và hẹn gặp lại.